chuyện là gì, hồi hồi lúc mà Hồng Loan có bầu Gia Linh đó, là mình cũng đi xét nghiệm đủ thứ hết rất là kỹ, thì lúc đó là đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị gì đâu. Tự nhiên 3 năm sau cái xét nghiệm ra có con virus C. Viêm Ôi. gan C. Mà cái viêm gan C đó là dễ đưa đến con đường mà bị cancer nhất đó, thưa quý vị. Ông bà cô chú. Xin chào kính tất cả mọi người. Xin chào kính tất cả mọi người. Nè con mỗi lần mà con chào con dạ là mẹ kêu con phải làm gì? Giỏi. Ok. Hôm nay con có gì con nói với lại ông bà cô chú không? Rồi nói coi. Con không là cô chú, cô ấy hình con nhỏ. À, hình con dẻ phải không? Mấy tấm hình này là chuẩn bị cho cái sinh nhật của Gia Linh năm nay đó quý vị. Thì chủ đề của năm nay là mẹ mẹ Hồng Loan đưa ra là Paris, nên Gia Linh vẽ những cái cảnh của Paris nè, đó Paris nè, Paris Paris đây đi à, mở nè, đó Paris à. Tính làm birthday mà cái theme đó là Paris, rồi cái Hồng Loan trưng ở ở ngoài sau cái background để chụp hình, khách tới chụp hình rồi bàn bánh cho Gia Linh á, mà giờ không có làm rồi, trời nghiệp quả đi. After coronavirus con thì sinh nhật con nữa. Nhật con Oh, sau cái coronavirus này thì mình con ba muốn làm sinh không? nhật cho con nữa ha. Con muốn sinh nhật con với ai? Với Ivy and the Win family and Min Min Ellen family ha. Ok, that's easy. Ok. Được. Rồi, vậy là Rồi. bữa đó mình cũng sẽ lấy mấy cái hình này mình treo lên luôn hả? Mình làm party luôn hả? Con muốn không? I want to see my bedroom. Con bên này là phòng ngủ của con. À, vậy là con muốn ngủ riêng hả? Con muốn tối con ngủ riêng mình con hả? Đúng rồi, 8 tuổi rồi. Sao? Ngủ riêng mình chịu không? 8 tuổi là đi ngủ mình hả? Hôm 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 qua tối hôm qua Linh Linh có nói với ba là ba ơi ba cho con xuống xe được không ba? Con chưa vậy con muốn cảm giác này đầu tiên mà con con không có ngồi ca Đúng rồi, từ bữa giờ 8 tuổi mà Linh Linh không có được đi đâu hả? Hôi rồi ghệ quá cảm. à. Hồi chút nữa cho lên xe ba mẹ chở điền vòng ha. Ok, what to? Ok, điền vòng ha, điền vòng Rồi. cho cảm giác không có ngồi ca sĩ nha. Người ta lớn Ok. rồi. Rồi, thank you Linh. Đi chơi nha. Mẹ ba mẹ nói chuyện với ông bà cô chú một chút ha. Thank candy. Ok, rồi. Ok, con ba bye. bà cô chú đi. Dạ, có tay là dạ ông bà cô chú. Dạ, bà cô chú. Cứ bên tay cúi đầu. À, Giỏi. bye Bye. bye bye Rồi, bye ha. Chơi chút xíu nha. Ok con. Hồi nãy Lộc với Loan với lại Hiếu có đi mua bột chiên với lại canh bún. Ngon lắm quý vị. Nhưng mà không dám khoe cho quý vị ăn, nhiều người lên nói cái mùa này đừng khoe đồ ăn, làm vậy không tốt, cái Hồng Loan ngại quá nên thôi không khoe ha, nói cho quý vị biết thôi. Dạ bây giờ là 2 giờ trưa thì Hồng Loan xin thông báo tình hình bệnh của ở Mỹ. Ca bệnh là 786.698 người bệnh, số người chết là 42.205 và số người được chữa khỏi là 71.781. Như vậy là cái số người được chữa khỏi thì cũng
cũng được gần 2.000 người, thưa quý vị, gần 2.000 người mà những nhà nghiên cứu có nói là hiện bây giờ thì người ta thấy là mỗi ngày đó cái số người chết nó giảm xuống, cứ mỗi ngày là nó giảm khoảng từ 200 tới 300 người. Như vậy đó là một cái tín hiệu tốt. Thì từ bây giờ cho tới tháng 4 thì cái số người chết sẽ tính ra là sẽ giảm hẳn rất là nhiều. Một cái tin mừng mà Hồng Loan cũng đọc được. Và cái tình hình hiện nay mà ở Orange County đó thì Hồng Loan cũng được biết là có 12 nhà dưỡng lão đã có người nhiễm COVID-19. Thì như vậy là tính ra có 261 nhà dưỡng lão trong tổng số 1.224 nhà dưỡng lão chuyên nghiệp đó là có số người nhiễm COVID ở tiểu bang California. Như quý vị cũng biết là khắp nơi trên nước Mỹ như là New York, New Jersey, Seattle, Washington này nọ thì cũng rất là nhiều nhà dưỡng lão bị nhiễm. Mà cái đó rất là nguy hiểm là bởi vì trong nhà dưỡng lão là những người lớn tuổi thì sức khỏe yếu, cộng thêm họ có những cái bệnh trước nữa thì rất là nguy hiểm cho những người đó. Và cũng hy vọng là sau thời gian sau này thì những nơi đó họ bắt đầu có kinh nghiệm về cái chữa trị cũng như là cái phòng tránh cái COVID-19 cho các nhà dưỡng lão thì có cái cách tốt hơn để mà không có bị lây lan nhiều quá trong những cái nhà dưỡng lão giống như cái tình hình mà bị ở Washington ha. Có một cái chuyện lạ Lộc cũng không biết là mình có nên nói không, nhưng mà tại vì hiện tại giờ mọi người cũng đang thắc mắc, không có biết phải là thông tin chính thức hay là không. Tại vì nó là tất cả mọi nơi đều bị nhiễm bệnh hết. Mà ở Trung Quốc thì những thành phố lớn là không có bị người bị nhiễm bệnh. Chẳng hạn như Thượng Hải. Thì có một vài người họ đưa ra một cái giống như cái bằng chứng mà không, mình chưa xác minh là thật hay là giả. Nhưng mà họ nói là từ tháng 9 năm 2019 Trung Quốc đã cho chích vaccine phòng chống con virus này rồi. Đã có những cái hình ảnh đã như vậy, nhưng mà mình không biết là có chính xác, xác thực như vậy hay không. Nhưng mà thông tin đã đưa ra như vậy. Thì mình thấy cũng hơi giống dốc. Mình cũng giống như là mình cũng thấy nó có hơi trùng hợp. Thì cái này là cũng là thật sự bây giờ người ta cũng chưa có thể mà tìm hiểu có một cái kết luận gì hết, nhưng mà nghi vấn thì nghi đã vấn ở khắp nơi. Hiện tại bây giờ là Trung Quốc là phải đối diện với lại những cái tố cáo, những cái quốc tế, đơn thư gửi của tất cả các nước, như là quý vị cũng biết là Anh nè, Pháp nè, Mỹ nè, và mới đây thôi là chính phủ của nước Đức đã đưa ra cái yêu cầu bồi thường từ Trung Quốc là 130 tỷ bảng Anh. Có nghĩa là sau cái dịch bệnh này là Trung Quốc sẽ rất là mệt mỏi, thưa quý vị. Cũng như ở Mỹ nè, đặt những cái công ty may khẩu trang cũng như những cái thiết bị y tế ở Trung Quốc nhiều quá. Thì hiện tại bây giờ là bị kẹt những cái mặt nạ N95 ở Thượng Hải. Rồi nào là những cái kit xét nghiệm là cũng bị kẹt 1.400.000 cái kit xét nghiệm không có chuyển qua. Trung Quốc nó không cho xuất hàng đi. Nó giữ làm giá. Như là kiểu nó làm khó vậy đó, để cho tụi bay thiếu coi rồi tụi bay như thế nào. Thì bàn về Trung Quốc thì chuyển phim dài nhiều tập. Thì bây giờ chính phủ Mỹ cũng giống như khuyến khích và cho phép tất cả những người sống ở Mỹ, những người công dân Mỹ có thể lập ra những cái trang web, những cái trang để mà thưa kiện Trung Quốc vì những cái tổn thất của gia đình cũng như xã hội. Hồng Loan có đọc được cái bài báo, cái câu chuyện về cái người mà đầu tiên mà nhiễm bệnh ở Vũ Hán. Thì có lẽ ngày mai Hồng Loan sẽ kể cho quý vị nghe ha. Câu chuyện cũng khá là hấp dẫn. Với cái tình hình dịch bệnh như là bây giờ đó thì ở Orange County đó quý vị biết không, là những cái cuộc gọi mà báo về bệnh á nó không nhiều, mà những cuộc gọi mà báo về tình hình bạo hành gia đình á nó tăng 25%.
Bạo hành gia đình là căng á. Nhiều khi ở trong nhà stress quá rồi. Người chồng hoặc là người vợ mà bị giống như là tâm lý không ổn á, là dễ bị gây ra những cái bạo hành lắm. Đó. Còn về cái mà vợ chồng tranh cãi đó là tăng 24%. Cho nên tình hình này cũng rất là căng thẳng. Cho nên nếu mà muốn mướn cái hotel gì đó ở Las Vegas thì cho tôi biết, tôi book giùm cho ha. Em còn địa chỉ không? Book liền. Với lại chưa bao giờ mà xăng nó rẻ như bây giờ. Ở một số tiểu bang xa đó chỉ có 50 sen một galon xăng đâu quý vị. Nghe nói chỗ nào mà có 50 sen thôi, không biết tiểu bang nào ha. Chạy qua bển đổ xăng không? Chạy qua đổ xăng nữa. Chạy qua đổ xăng là coi như là chạy về là cũng nguy hiểm. Ở Mỹ đó quý vị, thì người ta thống kê được là những người ở Mỹ người ta chuyển từ phương tiện giao thông công cộng bằng cách là họ đi xe đạp. Có nghĩa là cái doanh số mà mua bán xe đạp hiện nay đó nó tăng lên vượt bậc. Cái xe dạng mà loại trung đó là bán rất là cao. Gì vậy? Taxi. Coronavirus. Đúng rồi. Có đồ sạch không? Sạch khởi trồng. Đúng rồi đó. Đi Walmart, Target đó, là mình thấy xe đạp không còn nữa, còn chừng vài chiếc thôi. Thường thường ngoài trước ở Walmart họ hay bày ra xe đạp để đầy hết, nhất là cái mùa này. Nhưng mà thấy leo que có 2-3 chiếc à. Rồi tất cả cái chỗ mà bán kim chỉ mai giải dốc vậy là không còn nha quý vị. Ở trong Walmart là những cái gian hàng mà họ bày vải và kim chỉ đó là không còn vải luôn. Tại vì hiện tại bây giờ là đâu có mua giải đâu được đâu quý vị. Tất cả đóng cửa hết ngoại trừ Walmart là có thôi. Walmart cũng giờ cũng hết luôn. Một cái điều mà ngạc nhiên mà hình như không ai phát hiện ra. Bởi vì Hiếu mới có một cái sáng kiến rất là hài Hiếu vô lần. Có nghĩa là lấy những cái tấm plastic mà trải giường đó. Thường thường là cái đó người, mình không có xài. Người Việt Nam mình không có quen xài cái plastic. Có nghĩa là mình mua về cái mình chỉ xài cái ra mà cái fit sheet thôi. Thì cái plastic là còn dư cứ để đó. Thì Hiếu mới lấy, Hiếu cắt. Thì cái đó là 100% cotton, là đúng tiêu chuẩn luôn đó. Mà người ta nói đó, là lấy những cái tấm đó đó là nó tốt hơn là mình mua cái giải ngoài. Tại vì cái độ khít của cái tấm đó nó rất là khít. Nó giống như nó chất lượng hơn là những cái vải thông thường. Nên khi nếu mà dùng những cái nước đó mà may khẩu trang đó thì là số 1 là rất là tốt nha. Thì nó là 100% cotton đó anh. Hồng Loan cũng có biết là thống đốc của nhiều tiểu bang thì họ có nói là nếu bây giờ mà muốn mở cửa đó thì phải an toàn cho người dân. Điều trước mắt là phải có đầy đủ cái kit thử nghiệm cho những người có nguy cơ bệnh cũng như là những người lớn tuổi và những cái người mà có triệu chứng bệnh là phải được thử hết thì mới có hy vọng là mở cửa và mình biết những người đó có bệnh hay không để mà biết cách phòng tránh. Thì một cái ý kiến đưa ra đó mà nước Mỹ mà muốn mà thử nghiệm đầy đủ là một ngày phải thử 20 triệu. Trời, đúng rồi. Nước Mỹ đông người quá nhiều, cái đó làm sao mà đáp ứng nổi. 20 triệu là chắc có lẽ là phải thử hết cho tất cả mọi người á. Thì mà để có được cái đó thì cũng chưa được bây giờ đâu. Cũng phải lâu lắm mới có đầy đủ để thử hết cho tất cả mọi người. Thì Hồng Loan nghĩ là thử cho những người mà có nguy cơ nhiễm bệnh, những người lớn tuổi cũng như là những người mà có triệu chứng thì cái đó là cũng đã tạm an toàn rồi. Cũng giống như ông CEO của Amazon thì ông khuyến khích là những người ta đi làm lại, có nghĩa là những công nhân của Amazon được đi làm lại, nhưng mà ông nói là phải thử nghiệm trên những cái có như là xét nghiệm an toàn cho những người đó mới được đi làm. Có nghĩa là mọi người đều được xét nghiệm hết trước khi được đi làm. Thì họ làm như vậy thì nó an toàn cho những cái người mà giống như dân thường ta nhận được những cái món đồ của Amazon, họ an tâm, họ không có bị giống như là lo sợ gì
những căn bệnh mà lây từ những nhân viên đó. Thì trước mắt bây giờ những người mà có tiếp xúc và giao lưu với khách hàng đi ship đồ thì họ phần lớn của Amazon là đã được thử nghiệm, và ông cũng đang dự tính là mở một cái chỗ mà thử nghiệm riêng cho toàn thể nhân viên của Amazon. Đúng rồi. Đó. Ừ. Thì bây giờ thì Hồng Loan cũng nghĩ nếu mà công ty nào họ có đủ điều kiện thì họ muốn mở cửa sớm thì họ có thể làm điều đó để mà hoạt động lại. Nhưng mà mình nói sớm thì như Tổng thống Trump cũng có nói là bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, chứ không phải nói sớm là mở liền bây giờ thưa quý vị. Ừ. À, ở Mỹ thì có tiểu bang Texas và Vermont đã hủy bỏ lệnh cấm trại tại gia và cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại vào ngày 20 tháng 4. À, ở Montana thì đã hủy bỏ lệnh cấm trại tại gia vào ngày 24 tháng 4. À, thì những nơi mà họ cảm thấy tình hình khả quan, có thể bảo vệ được sức khỏe thì họ đã đưa ra cái lệnh mở cửa như vậy. Nhưng mà cũng tùy theo, ví dụ như như mình mà business nhỏ thì Hồng Loan nghĩ cũng tùy theo mình thôi. Giống như là những cái người làm massage mặt nè, làm lông mi nè, đó là những người phải tiếp xúc rất là gần với nhau. Hai người lúc nào cũng phải tiếp xúc gần với nhau thì không thể nào mà mở cửa sớm vậy được. Riêng những cái ngành đó thôi. Còn những ngành khác thì tùy mỗi người, Hồng Loan chỉ là ý kiến đối với những người làm cái ngành nghề đó. Ví dụ như làm nail thì mình có thể ngồi cách xa nhau, hai bên có thể xa nhau được, đeo mặt nạ rồi có kiến chắn rồi được. À, cắt tóc thì cũng đứng ở ngoài phía sau và cũng đeo mask rồi có thể làm được. Nhưng mà Hồng Loan thấy làm lông mi với lại mà massage mặt nó là hơi khó ha. Với ngành gì nữa không? Ngành nha sĩ. Ừ. Nó lúc nào cái miệng mình cũng phải mở ra. Ừ. Đồng ý là những y tá, những nha sĩ, thằng người ta đeo khẩu trang, nhưng mà trong cái không khí, trong không khí của phòng mạch đó, nó có luân chuyển cái không khí. Ừ. Nguy hiểm. Loan thấy đi làm răng là nguy hiểm nhất luôn á. Có một thời gian mà Loan cũng bị viêm gan C đó, cũng do làm răng. Chuyện là gì? Hồi lúc mà Hồng Loan có bầu Gia Linh á, là mình cũng đi xét nghiệm đủ thứ hết rất là kỹ, thì lúc đó là đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị gì đâu. Tự nhiên 3 năm sau cái xét nghiệm ra có con virus C. Viêm gan C. Mà cái viêm gan C đó là dễ đưa đến con đường mà bị cancer nhất á, thưa quý vị. Lúc đó tưởng sắp giả từ cõi đời. Nhưng mà cũng may mắn là cũng bên Mỹ họ có cái thuốc, thì mình uống trong vòng khoảng 3 tháng uống liên tục nha quý vị, 3 tháng. Lúc đó là kinh tế eo hẹp lắm. Eo hẹp lắm. Một viên thuốc đó quý vị biết không? $1,300 mà mình uống liên tục mỗi ngày trong vòng 3 tháng. 90 ngày. Ừ. Thì 90 ngày là 3 tháng gì nữa. Yeah. Thì đó, nó có 90 viên đó, là mình uống trong vòng 3 tháng nha. Ừ. Và mỗi viên thuốc như vậy là 1.000. 1.300. Coi như là chọc thôi, Lộc nói. Em cầm viên thuốc em uống mà lỡ mà nó có lọt xuống ống cống rồi cũng phải đập cái ống cống ra để lấy viên thuốc lên. Tại vì cái tiền mà sửa cái ống cống nó rẻ hơn là tiền viên thuốc đó. Nên lúc đó là chữa bệnh mà phải trả góp đó quý vị, phải trả góp mấy năm trời. Uống thuốc mấy tháng mà phải trả góp mấy năm trời, nhưng mà có trả góp được vậy thì cũng đỡ. Giờ Hồng Loan đã hết bệnh rồi. Có thuốc trị là đỡ rồi. Ừ. Thuốc sợ, C thì có thuốc trị, có nhưng thôi. Mà viêm gan B thì chưa có thuốc trị. Nên khi mà mình đi mà những cái chỗ nào mà làm như nhiễm máu đó, truyền máu, những cái chỗ nào dễ tiếp xúc á, mình cẩn thận chút. Đó thì Hồng Loan nghĩ là chỉ có đi làm răng thôi. Làm răng là Hồng Loan mới bị lây cái bệnh đó. Chứ mình đâu có làm gì khác ngoại trừ đi làm răng thôi. Thôi, bây giờ nói chuyện khác nè, chuyện mà giờ hôm qua người ta complain quá, người ta nói kêu hát mà không chịu hát là chảnh kìa. Bây giờ nó hát không? Hát nữa là thôi luôn á, tôi không cho hát luôn á. Ok. Hát bài gì mà tình cảm chút nào.
tình cảm ướt át chút nha. Ướt át không? Ướt át quá, hát cái đùa tôi khóc kìa. Ok, giờ Lộc có một cái bản phối guitar. Đúng rồi. Lộc sẽ hát bài Giọt Lệ Sầu. Cho quý vị nghe thử. Ủa, em nhớ mỗi lần hát karaoke là bài này bài của em mà. Thì giờ anh hát. Nay tôi nhường cho một bữa đó. Ok, rồi, bấm nha. Bấm nhạc hả? Ôi, Lộc không có nhớ. Lộc, này kéo cái micro này. Này là cái micro nè. Không nhớ lời hả? À, đấy rồi. Để bấm cái lời đó. Vậy giờ anh bấm đâu? À, Lộc vừa hát vừa nhìn lời, quý vị đừng có trách Lộc nha. Lộc không có nhớ bài lời bài này, nhưng mà là Lộc thích cái giai điệu với lại cái giống như cái lời của bài này. Cái nhạc guitar này là đâu anh có? Cái nhạc guitar này là của anh Nguyễn Đức Đạt. Cái nói tới nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đó, là một nhạc sĩ rất là tài ba. Anh có những ngón guitar rất là hay và những cái sáng tác rất là da diết, rất là tình cảm. Chẳng hạn như cái bài sâu sắc lắm. Bài hát anh cái lời nó sâu sắc lắm. Chẳng hạn như cái bài của Lộc với anh Nguyễn Đức Đạt hợp tác làm cho nữ ca sĩ Như Quỳnh, cũng như Lộc đã thu âm và mix cho Paris Banai cái bài hát là Khi Tôi Là Tôi. Quý vị lên YouTube, quý vị bấm là Khi Tôi Là Tôi Như Quỳnh. Là quý vị sẽ nghe được những cái lời da diết của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Khi đến lúc màn tắt xuống, đèn tắt xuống, này màn đóng lại, thì cuộc đời nó như vậy đó. Thì bài này là anh Nguyễn Đức Đạt, anh đánh guitar. Đánh guitar. Ok, Lộc hát có gì sơ suất bỏ qua ha, tại mình hát chủ yếu là vui. Ok, hát like đi. Rồi. Lộc không có nhớ lời. Bài hát Giọt Lệ Sầu của nhạc sĩ Lam Phương. Với sự trình bày của ca sĩ Bảo Bảo Bảo. Giọt lệ này em trao anh hơn tất cả, giọt lệ sầu em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh nâng giấc ngủ bình yên, lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế, yêu muộn màng, yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn trao nhau là mấy. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu, tan hẹn hò em suy tư
anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn khi xa em đau buốt tâm hồn nghe quanh đây đâu cũng là em và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm khi xa em đau buốt tâm hồn nghe quanh đây đâu cũng là em và từng hồi ngoài hiên lá rụng. Đôi lúc hát live thì cũng có cái hay là có nghĩa là mình có thể mình theo cái lời ấy nhưng mà cái sai lầm là có thể Lộc bị sai một số lời Lộc không nhớ. Hình như sai một vài chữ là Lộc hát sai, nếu mà có gì sai xin bác Lâm Phương hát bác Lâm Phương tha lỗi cho con nha. À, hát phiêu quá nhắm mắt hát nên không có nhìn lại. Cái bài này á Lộc thích là do Loan hát. Bài này bài rủ của Loan. Ừ. Mà hôm nay hát để mà cho bà khỏi ganh tị. Hát sao hát cái bài này mà da dí của mà tôi thấy gì mà gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn là sao ta? Thì đó bác Lâm Phương vậy đó. Bác Lâm Phương như gần người nào là cũng thấy cô đơn đó. Mình hát theo tâm trạng của bác thôi. Ý là nói gần tôi mà tao thấy cô đơn phải không? Lúc nào cũng cô đơn á. Khi cô đơn anh gọi tên em. Em nào? Tên gì? Vô này chắc lát bị nhéo quá. Gài hàng quá, chơi bị gài hàng quá. À, có gì sơ suất quý vị bỏ qua nha, tại vì Lộc hát hơi bị phiêu lên quên lời, nhiều khi ngẹn nữa tự nhiên mình hát mình cứ phiêu lên theo cái lời bài hát hơi ngẹn. Rồi một người vẫn thấy lòng cô đơn phải không, phiêu quá ha? Không đúng là mình là một nghệ sĩ thì khi mà mình lên một sân khấu hoặc mình hát qua cái bài gì đó mình tâm trạng của một người trong cái tác phẩm đó chứ không phải là mình nữa. Nhiều khi chắc nó cũng có tâm trạng mình đâu đó nên nó phiêu dữ ha. Ủa cái chỗ cách ly khách sạn ở đâu? đừng lo, lát vừa xong tắt máy cái là tôi cho đi cách ly liền lập tức ha, khỏi bút khách sạn khỏi gì hết, ở gần đây hotel cũng có nhiều lắm. Thôi nó vẫn chờ thôi ha. À, quý vị cho ý kiến coi thấy bộ Lộc hát sao. Nếu được em, bữa nào Lộc sẽ lo ăn sáng xong cả ăn bài. Ok. Gợi ý hoài. À, Hồng Loan xin gửi lời cảm ơn nè. À, Thúy Quỳnh Nguyễn. À, Thúy Quỳnh Nguyễn khen đó là sao không thấy chị Hồng Loan già. Trời, vụ này khoái dữ rồi nha. Rồi Liên Lâm hay Liên Lam gì đó. Dạ. Rồi Vân Tuyết. À, Thu Phan. Có chưa? À, Lộc nhỏ nhắn nè. À, yêu cầu chị Loan hát bài Mưa Rừng. Hồi đó má ba hát, từng hát. Thấy chưa? Muốn hát bài Mưa Rừng đi. Mưa Rừng hả? À. Bài Mưa Rừng mà giọng cổ rất là hay. Ồ đúng rồi. Mưa Rừng mà giọng cổ. Vừa tân nhạc xong cứ qua chuyển cái giọng cổ rất là hay. Hay lắm. Nếu mà được thì mốt để cho Loan hát cái bài lời hát. À. Cái bài đó, cái lời cũng hay lắm. Lý Chiến ha. Lý Chiến nói là sao không nghe nhắc tới vợ em nghe... À, không nghe nhắc tới tên vợ em. À, vợ của em tên là Trúc. Hello Trúc ơi. À, chào Trúc nha. À, và chú Hans Wilson. À, chú ở Houston, Texas. Thường thì thấy là mấy cô lớn nha, hôm nay là có được một người chú. Một chú lớn cũng lớn tuổi mà ủng hộ Loan với Lộc. Thì cũng rất là cảm ơn chú ạ. Hai chú à, chú tên là Hải Nguyễn, chú Nguyễn tên là Hải Nguyễn. Hải Nguyễn, Nguyễn Hải. Chào chú Hải. Dạ chú. Rồi Amy Nguyễn, hình như Amy Nguyễn là cũng ở California, ở gần chị Hồng Loan phải không? Có gì trả lời cho chị Loan biết ha.
có rất là nhiều người nói là thầm lặng, thầm lặng nhưng mà cũng thầm lặng share luôn những cái bài của những cái video của Lộc với Loan. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Võ Mỹ Xuân nè. Cuộc sống Đức Hòa Đông GD. Gia đình hả? Gia đình. Gia đình cuộc sống Đức Hòa Đông thì có nói là bà ngoại của em á là ước gì được nghe chị đọc gia đình em ở ấp 5 xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Long An. Hôm nay là Hồng Loan cảm ơn tất cả gia đình, cảm ơn bà ngoại đã ủng hộ cho Bảo Quốc Hồng Loan Channel ha. Hồi nhỏ Lộc Lộc với lại ba gia đình bên ba Lộc á hay chạy xuống Đức Hòa Đức Huệ chơi, tại vì có nhà bà con ở dưới đó, cũng chạy xuống dưới chơi nhiều lắm, hồi nhỏ thích lắm. Lúc mà Lộc còn nhỏ xíu mà đi chiếc Vespa mà ba đi chiếc Vespa mà bốn người con ngồi trên với mẹ ngồi nữa là sáu người ngồi trên chiếc Vespa đó. Hồi xưa giống nhà em vậy. Ý chàng. Hồi xưa ba mẹ cũng đi chiếc Lambetta. Đúng rồi. Ba mẹ em chạy chiếc Lambetta đó là cũng chở bốn đứa đó. Em với Luân là hai đứa nhỏ đứng trước đó, đứng ngoài trước như vậy nè, rồi cái tới ba, rồi cái hai người lớn chị Quyên với anh Thanh, rồi tới mẹ. Còn ở nhà đó thì ở gia đình cũng đúng mỗi bên bốn người ha. Luôn. Ở nhà đó ba đi chiếc cái Vespa ha, Vespa màu xám, xong rồi cái anh với Trúc đứng trước ha, rồi tới tới ba, rồi ông anh nữa ngồi giữa, anh Long ngồi giữa. Rồi mẹ anh Đường là ngồi sau cái yên sau cái bẩn mà sao đó, ngồi gọn ấp ơ cái gì. Vậy nhưng mà chạy đi đâu cũng đi được hết đó, đi múc chỉ luôn, đi trời đi xa lắm. Rồi có lúc á chạy lên dốc cầu cái tắt máy. Tắt máy mà tụi con leo xuống, tụi con đẩy ba đi. Mẹ nè với lại hai đứa nhỏ thì đứng đợi, còn hai anh lớn thì phải đẩy ba, đẩy lên cầu, dốc cầu không nổ, để dốc cầu đâu có nổ đâu, đẩy lên sao nổ, để phải đứng ngược xuống dốc cầu. Thả ngược xuống dốc cầu thì nó mới nổ. Trời ơi, vui lắm. Nhớ hồi đó đi Đức Hòa Đức Huệ là đi nhiều lắm nha. Mà lúc đó đường vắng ha, lúc đường đó vắng, đường vắng vui chạy lắm. Xe không có nguy hiểm giống như bây giờ rồi á, đi các miệng tai nạn nhiều quá. Rồi á, nhớ những lúc mà đi cũng phép ba luôn mà đi phà nữa. Bây giờ không biết mình ở Việt Nam còn phà không, chứ lúc trước đi phà cũng vui lắm. Đi, hình như cũng còn vài chỗ cũng còn phà. Đi phà mà thích nhất đi phà là tại vì đi phà cảm giác nó lên trên cái phà đó, rồi mặt nước xung quanh, rồi con nít đứng ngồi hai bên, rồi dọc nước dọc bèo này đó, vui lắm, cảnh tượng đó. Thì ngồi ở trên phà thì thích thiệt, nhưng mà Hồng Loan sợ nhất là cái cảm giác mà đợi phà đó. Đúng rồi, đợi phà nó lâu. Hồi đó đi hát thường xuyên, Hồng Loan với lại ba Bảo Quốc đi hát các tỉnh miền Tây thường xuyên lắm. Mà mỗi lần tới phà là chụp xe nối đuôi dài mà mình đợi lâu lắm mới lên được chuyến phà. Rồi mệt lắm, mà ở Việt Nam mình nóng lực. Lúc đó xe hồi trước cũng đâu có xe máy lạnh đâu. Trời ơi, đi là mệt cực dễ sợ. Mà nhất là đi hát mà lỡ mà về khuya đó là phà đóng cửa. Thường là 12 giờ là đóng cửa cho tới 4-5 giờ sáng mới mở lại. Rồi là phải đi kiếm mấy cái ghế, rồi mấy cái hàng mà người ta bán, người ta đóng, người ta dẹp đó, leo lên đó nằm ngủ rồi chờ. Thôi trở lại vấn đề nữa nè. Cảm ơn chị Kim Trần. Chị Kim cũng là người thầm lặng theo dõi clip và nghe nói là Bảo Lộc hát là chị Kim yêu cầu á nha. Vậy là hôm nay đáp ứng đúng yêu cầu của nhiều người thầm lặng lên tiếng ha. Qua cái trang YouTube này đó thì gia đình cũng liên lạc được với lại bà 12. Bà 12 là em ruột của ông nội, mà tại vì gia đình Hồng Loan đi qua bên Mỹ nè, xong rồi cái năm ngoái đi về thì kiếm gia đình của bà 12 thì kiếm không được, tại vì bà đã dọn nhà rồi mà cũng không có số điện thoại luôn. Hên quá, có gia đình lên mà liên lạc đã cho Hồng Loan cái số điện thoại cũng như là địa chỉ, thì khi mà ba mẹ con đi về Việt Nam thì sẽ gọi điện thoại và đến thăm bà 12. Hay quá ha, cái công nghệ bây giờ giúp cho mình gần với nhau. Nhiều những người tưởng chừng như thất lạc luôn rồi mà
cũng gặp gỡ nhau trên đây được. Rồi bé Ngân Phùng cũng rất là yêu thích cô Hồng Loan với lại chú Bảo Ngọc. Mình có thêm khán giả nhí nữa nha quý vị. Selena Quỳnh, thì Selena Quỳnh là fan ruột á ha. Sống lúc, ở Denver ha. Sống ở Denver, lúc nào cũng kinh, đi làm về là mở YouTube liền để mà coi clip của Hồng Loan với lại Bảo Lộc. Trời ơi, có một cái nickname mà tên nghe hết hồn quá, nghe hết hồn. Trừng Trị Kẻ Gian. giống như Ba Thanh Thiên. Hôm nay sao Trừng Trị Kẻ Gian đi lạc vô YouTube channel của Hồng Loan vậy? xin chào. Ok, có cần góp ý Trừng Trị Kẻ Gian nào ở đây thì góp ý cho Hồng Loan biết. Mà chắc là kẻ gian mà chúng mình mà lúc này mà ghét nhất đó là Trung Quốc. Cái con bà rết. Còn bà rết Vũ Hán nha. Cái này gian lắm. Nó vô từng nhà, mỗi nhà luôn đó. Rồi. Cũng là cảm ơn Oanh Nguyễn là một người thầm lặng share, không lên tiếng nhưng mà share rất là nhiều cho Bảo Quốc Hồng Loan Channel. Cảm ơn anh Oanh Nguyễn nha. Hôm bữa mình có nói về cái mà share đó nhiều người không biết, thì sau khi mà anh nói thì có rất là nhiều người đã lên. Đúng Facebook rồi. Này lên những cái mạng xã hội mà share cho Loan với Lộc. Tin không quý vị? Qua hôm nay tăng 200 subscriber đó. Chỉ có một ngày thôi. Chỉ cần mọi người bấm một cái link share lên Facebook thôi thì cũng đã được nhiều người ủng hộ thêm nữa. Lộc và Loan cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cũng như cô Kim Đỗ, hai mẹ con đọc truyện hay nhất. Cô Kim thương cô Kim. Gia đình nhiều lắm. Cô Kim. Huệ Nguyễn nè. Huệ Nguyễn. Rồi chị Tuyết Loan Nguyễn nè. Rồi Thu Trâm New York. Cảm ơn Thu Trâm rất nhiều. Nhà Thu Trâm cũng gắn solar hả? Hình như vậy đó. Thì đúng rồi, mình thuê nó ok hơn Thu Trâm, tại vì nó có người giống như bảo hành đó cho mình, lỡ mà có chuyện gì xảy ra đó nó sửa cho mình, không có tính tiền, với lại mà giống như mình đỡ phải tốn kém nhiều hơn mình mua. Đúng rồi. Thu Trâm nói là nhà Thu Trâm gắn cái đó Fitzray là 79 đồng. Fitzray 79 đồng một tháng. Cũng đó, được ha. Nhà Hồng Loan là tại vì nhà hơi rộng đó, nhiều phòng với lại nhiều người ở, Hồng Loan phải gắn hai cái hệ thống solar. Hai cái mà mỗi cái một tháng là Hồng Loan phải trả 125 đồng. Nhưng mà nhiều khi mình xài không có tới, mà nhiều khi nó sản xuất công suất nó cũng không có tới, thì có nhiều tháng Hồng Loan cũng trả có chín mấy đồng cho một cái. Nhà đông người, đông vui hào. Với lại mọi người không biết là cứ tưởng là solar là gắn nó không, nó điện yếu. Cái solar nó điện nó bình thường nha quý vị. Chẳng hạn như cũng xài máy lạnh, cũng xài tivi đầu máy, máy nước nóng đầy đủ, coi như là giống điện như của nhà nước, giống như điện bình thường thôi, của nhà máy điện xài bình thường. Và cảm ơn Mây Si Trần cũng là fan của hai vợ chồng Loan Lộc, cũng như là Lý Bằng Ly. Băng Ly tự đặt từ bìa Lý Bằng. Lý Bằng là một anh làm ảo thuật rất là hay. Không phải ảo thuật mà công phu Lý Bằng đó nha. Rồi Trí Minh, Lina Nguyễn, Phước Khanh Lê, Mai Dư. Tại vì không có thấy chữ đó, không có thấy dấu đó, nên Lộc với Loan cũng đoán. Nếu mà sai thì quý vị chỉnh là dùm Lộc nha. Liên Quỳnh, Trang Nguyễn và cô Nhung Đặng là cái người mà chắc là yêu Loan với Lộc nhiều lắm. Lisa Nguyệt, Hai Nguyễn, Sơn Bến Tre, Trần Thanh Phượng, Loan Nguyễn. Xin chia sẻ một số những anh chị cũng như là cô chú đã ủng hộ cho Loan với Lộc, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ngoài thường xuyên, ủng hộ thêm nhiều nữa, share nhiều nữa cho Loan với Lộc ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho Loan Lộc trong thời gian qua, và nhớ like, share, subscribe, comment. Comment. Nhớ nha,
cái xe là quan trọng đó, xe cái được nhiều người được biết đến. Ví dụ như Hồng Loan đưa lên thì chỉ có những người quen Hồng Loan biết, nhưng mà Facebook của quý vị mà đưa lên đó, mỗi cái Facebook Hồng Loan sẽ có thêm được nhiều người nữa cấp yêu thương nó nhân lên nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhớ comment nha, nhớ like nha, nhớ share nha. Không phải bà nhận lọc quà. Nhớ khen bỏ lọc hát nha. Có chê cho mình lo nghe thôi. Bye.